Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn bình an, may mắn, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, 12 con giáp luôn là hình tượng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người Á Đông chúng ta. Chắc hẳn việc mình thuộc con giáp nào là điều mà ai cũng biết. Ngọ là con giáp thứ 7. Bước sang năm 2021, những cô chú tuổi Ngọ có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí có bước ngoặt trong sự nghiệp khiến mọi người ngưỡng mộ hay không. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ hơn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của cô chú tuổi Ngọ Ngọ sinh năm 1978 trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong video sau đây, tôi là Trang Nhung, được sự trợ duyên từ thầy Gia Cát, thầy phong thủy thuộc Cửu Thiên Thiên Tôn Đạo Gia ở núi Nga Mi tư vấn, nên sẽ không mang tính máy móc, dập khuôn mà là những kinh nghiệm của người xưa và sự thực nghiệm của chúng tôi đúc kết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đánh giá tổng quan tử vi Mậu Ngọ 2021, cô chú tuổi Mậu Ngọ dù chịu tác động không nhỏ từ cục diện tương hại thái tuế, nhưng Mậu Thổ tương sinh Tân Kim tạo thành thực thần sinh tài, tốt cho việc kinh doanh, làm giàu. Cùng với đó, tuổi của cô chú được khá nhiều các tinh hộ chiếu, nên sẽ có cơ hội phát huy năng lực của bản thân, có quý nhân phù trợ, cải thiện hiệu suất làm việc. Tuy nhiên, hiện tại cô chú vẫn chưa thể thoát khỏi vòng vây thái tuế, dù sức ảnh hưởng của vị thần lưu niên này đã giảm bớt. Cục diện tương hại vẫn ức chế vận khí, khiến cô chú tuổi Mậu Ngọ gặp khá nhiều bất lợi về nhiều phương diện. Đồng thời, thương quan mang điểm tiểu nhân đeo bám, thị phi bổ vây, quan tai khó tránh. Nguyên nhân chính là do nhiều hung tinh kìm kẹp về cảm xúc chiếu như câu thần, quả tú, khiến cô chú dễ nóng giận, suy nghĩ tiêu cực, từ đó mưu sự bất thuận, lại còn tổn hao sức khỏe, khiến bệnh cũ tái phát, đặc biệt bệnh về đường tiêu hóa. Tuy nhiên, cô chú sẽ có điểm sáng trong năm, chủ yếu nằm ở phương diện tài lộc. Nguồn thu nhập chính của cô chú tăng lên, tuy chưa tới mức đột phá nhưng cũng đủ giúp tinh thần vững vàng trước những khó khăn dồn dập, được người quyền thế giúp sức như thể tìm thấy cầu vồng sau cơn mưa, miễn là cô chú nỗ lực và kiên trì tới cùng. Mưu sự cũng thành được đến 7 tháng phần. Để có một năm bình ổn, cô chú tuổi Mậu Ngọ nên mang theo bên mình kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Xin mời cô chú nghe chi tiết về tuổi Mậu Ngọ 1978. Thứ nhất, về công danh và sự nghiệp. Cô chú tuổi 1978 trong 6 tháng đầu năm sẽ xuất hiện rất nhiều khúc mắc trong các mối quan hệ xã giao. Nếu cô chú không xử lý tốt, công việc liên tục khó khăn, khó mà thăng tiến. Nhưng dù cô chú rất hăng hái và quyết tâm cao và cũng khá tham vọng trong sự nghiệp, thì sự ảnh hưởng của cục diện hại thái tuế cũng khiến tinh thần ấy ngày càng giảm sút. Cảm xúc bất ổn làm cho công việc của cô chú tuổi Mậu Ngọ gặp khá nhiều khó khăn. Các công việc nhìn chung đều có tiến triển tốt đẹp, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Những vất vả, cực nhọc, tuy nhỏ nhặt nhưng càng ngày càng phải cố gắng nhiều hơn. Bởi vì có những thời điểm cô chú được nhiều các tinh hộ chiếu, nhất là tử vi đại các tinh, sẽ giúp cô chú nhanh chóng lấy lại tinh thần. Có điều, cô chú cần hết sức cẩn trọng khi ký tá giấy tờ, văn bản liên quan đến pháp luật hay lợi ích kinh tế, đề phòng bị lừa gạt tiền mất tật mang. Thầy phong thủy khuyên rằng, để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, cô chú tuổi Mậu Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời chiêu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc hanh thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, tiền bạc và tài chính. Tình hình tài chính trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu hung cát đan xen, tuy nhiên, trong nguy có cơ, vận quý nhân vượng, được người quyền thế giúp đỡ khi hoạn nạn, cô chú làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, ít hoạch tài bất ngờ, không quá nhiều may mắn, tự làm tự ăn, không trông chờ vào vận may rủi. Nguồn thu nhập chính của cô chú có xu hướng tăng, các nguồn thu nhập phụ cũng có, nhưng không nhiều. Tuy nhiên, có những thời điểm cô chú bị hao tài tốn của khoản không nhỏ, cũng bởi tiêu hao theo ý muốn mà không suy nghĩ về tương lai, hoặc gặp rắc rối về tiền bạc vì người khác. Nhưng nhờ tài năng và năng lực cá nhân được phát huy tốt, quý nhân phù trợ, cô chú có thể dễ dàng chuyển đổi thành ưu thế giúp mình đạt được một phần thuận lợi nhất định từ công việc tay trái. Thầy Gia Cát khuyên để có thể tăng vận khí và may mắn, cải mệnh, cô chú hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí nhà Phật này sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Ngoài ra còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ,
và bảo vệ trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, tình duyên và gia đạo. Chuyện tình cảm, tình duyên của cô chú dù không quá lý tưởng nhưng cũng không quá tệ. Cô chú vẫn có cơ hội cải thiện, hàn gắn một số rạn nứt. Các cặp đôi nảy sinh bất hòa vì cái tôi quá lớn, thậm chí đang giai đoạn mặn nồng cũng sinh ra giận hờn, cãi vã, coi chừng già néo đứt dây, khó mà tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Với những người còn độc thân, có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý, bản thân đã có sẵn thiện cảm nhưng đôi lúc bị kìm kẹp về cảm xúc, khó diễn tả thành lời. Bên cạnh đó, cô chú cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa, kết quả rất đáng để chờ đợi. Do chịu tác động của hại thái tuế, chuyện tình cảm gia đình của cô chú tuổi Mậu Ngọ cũng nóng phiền muộn. Gia đạo có nhiều điều bất ổn, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình có sự xung đột khá mạnh, chủ yếu do cô chú không kiểm soát được cảm xúc, là người khai mào cho những trận tranh luận hay cãi vã. Nếu cô chú có thể tự chủ được cảm xúc, gia đạo sẽ sớm được an vui. Nhìn chung gia đạo cần vun đắp tình cảm vợ chồng nhiều hơn, vì cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo, gạo tiền mà có dấu hiệu lạnh nhạt hẳn với nhau. Hôn nhân thiếu đi ngọn lửa nhiệt tình, với những lời quan tâm và hỏi han cũng thưa dần. Trong thời gian này, cô chú nên đeo vòng tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất, để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đạt thông năng lượng, ngưng tụ thiên địa nhân và hóa giải tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Cuối cùng là sức khỏe. Nhìn chung, sức khỏe của cô chú có sự giảm sút rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bên trong. Không thể lơ là, tần suất ốm đau tăng dần, thậm chí với những cô chú có tuổi dễ bị đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng. Hệ tiêu hóa cũng hoạt động không bình thường, dễ khiến da rẻ xạo sắc. Cần dành thời gian chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn. Dưới tác động của thái tuế và tử phù hung tinh, cô chú nên đi đứng cẩn thận, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, kẻo dễ bị va quyệt xe cộ. Nhẹ thì chảy máu, nặng phải động chạm dao kéo hoặc gặp nạn sát nhân. Thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Mậu Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Vòng sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ cô chú ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Sau đây sẽ là dự báo vận hạn 6 tháng đầu năm 2021 của tuổi Mậu Ngọ. Đầu tiên là vận hạn tháng 1 âm lịch. Tháng riêng vẫn là một tháng khá bình ổn đối với cô chú bởi có bán hợp quý nhân tương trợ nên duy trì được sự nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng chấp nhận thử thách nên dễ được cấp trên coi trọng. Song vẫn cần kiểm soát cảm xúc của bản thân, tránh để sự nóng nảy khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc. Còn tình trạng sức khỏe của cô chú không được khả quan cho lắm. Cần chú ý giữ gìn, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Thứ hai, vận hạn tháng 2 âm lịch. Cô chú tuổi Mậu Ngọ dồn hết sức cho công việc của mình, vì vậy cô chú nên cố gắng duy trì được trạng thái làm việc năng nổ, nhiệt tình. Rất may, tuy nhiên cô chú bận rộn với công việc nhưng vẫn giữ được trạng thái sức khỏe khá tốt. Thứ ba, vận hạn tháng 3 âm lịch. Đây là thời điểm khá yên bình và ổn định đối với người sinh năm Mậu Ngọ. Trong chuyện tình cảm, những người độc thân cần chủ động hơn khi tiếp xúc với những người khác giới. Những ai có gia đình sẽ được vui vẻ, hòa thuận. Nhưng cô chú cần đề phòng có tiểu nhân quấy phá, gây điều tiếng thị phi, bị tiêu hao nhiều tiền bạc, phần lớn cho vấn đề sức khỏe. Thứ tư, vận hạn tháng 4 âm lịch. Vận trình của cô chú tuổi Mậu Ngọ có dấu hiệu được cải thiện trong tháng 4 âm lịch này do được các tinh nâng đỡ. Những công việc nặng nề trước đây đã được giải quyết bớt, cô chú có thời gian để nghỉ ngơi, trau dồi kinh nghiệm. Trên phương diện tài lộc, cô chú chỉ cần có sự chăm chỉ, chịu khó làm ăn thì đến cuối ắt hẳn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Có lộc về kinh doanh, đầu tư, nhất là khi liên quan đến bất động sản. Thứ năm, vận hạn tháng 5 âm lịch. Tháng này cô chú chủ yếu gặp rắc rối là do bản tính nông nổi và hiếu thắng của mình. Chuyện tình cảm cũng có nhiều sóng gió bởi hai bên chưa thực sự thấu hiểu nhau. Cả hai cần dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe quan điểm và cảm xúc của đối phương, từ đó tìm ra cách giải quyết hợp lý cho mọi việc. Tuy nhiên, cảm xúc bất ổn của cô chú sẽ gây bất lợi cho con đường thăng tiến, mâu thuẫn trong gia đình cũng tăng lên. Cuối cùng là tháng 6 âm lịch. Tình hình tài chính của cô chú có dấu hiệu tăng trưởng rõ ràng trong tháng này. Cô chú có quý nhân phù trợ về tình cảm và tiền bạc. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của tuổi Ngọ thì lại không được lý tưởng như thế. Có lẽ vì công việc quá bận rộn nên thường xuyên phải làm việc với cường độ cao, bỏ bữa hoặc ăn uống với đối tác. Những hoạt động này sẽ đều gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì vậy, cô chú nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.
Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng phong thủy lộc tài tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Mậu Ngọ trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hại và mặt số tử vi để hiểu rõ hơn nhé. Thứ nhất là sao hại của tuổi Mậu Ngọ. Trong thời gian nửa đầu năm 2021, chú tuổi Mậu Ngọ may mắn gặp được sao Thái Âm. Đây là cát tinh mang tới sự hài hòa, vui vẻ và hạnh phúc, may mắn về tiền tài, làm cho được toại nguyện những ước mơ của mình. Tuy nhiên, chú tuổi Mậu Ngọ gặp hạn Diên Vương, hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông để phòng tai nạn bất ngờ. Còn với cô tuổi Mậu Ngọ thì 6 tháng cuối năm lại là kém may mắn, gặp phải sao Thái Bạch. Thì 6 tháng đầu năm lại kém may mắn, gặp phải sao Thái Bạch là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian có câu, Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự, xấu nhất là tháng 2 và tháng 5. Và kỵ màu trắng quanh năm, và nó xấu nhất cho những người mạng kim và mạng mộc. Kết hợp với hạn thiên la sẽ chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do ma quỷ quấy phá ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của cô chú thời gian này gồm có các sao Thiên Việt, Nguyệt Đức, Đào Hoa, Thiên Trù, báo hiệu vận quý nhân và đào hoa vượng, có lộc ăn uống, còn có tử phù gây đau yếu. Còn tam hợp thì gồm có những cát tinh Thiên Khôi, Hồng Loan, Thiên Đức, Thúc Vượng, Đào Hoa và quý nhân, hung tinh Cô Thần, Quả Tú, Kình Dương, Kiếp Sát, Thiên Không, Hối Khí lại gây bất lợi về tình cảm, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc gia đình có chuyện buồn. Cuối cùng là cung xung chiếu thì có văn tinh tốt cho học hành, thăng tiến và bệnh phù gây bất lợi cho sức khỏe. Nhìn chung, quý mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ trải qua 6 tháng đầu năm Tân Sửu suôn sẻ và thuận lợi hơn, cho dù đường sự nghiệp, tiền tài, sức khỏe hơi hao hụt một chút. Tuy nhiên, nếu có thể, hãy áp dụng các vật phẩm phong thủy để luôn có động lực phấn đấu lâu bền, vững tâm hơn, thu hút được nhiều vận khí tốt hơn cho cô chú, cải thiện sức khỏe tốt nhất. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, phần nào đã giúp ích được cho quý vị. Tới đây, video của Phong Thủy Lộc Tài cũng xin phép được kết lại. Xin cảm ơn sự chia sẻ về những kiến thức phong thủy bổ ích của thầy Gia Cát. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để được đón nhận những thông tin chia sẻ về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.